hé lộ hung thủ đứng sau các vụ xả súng kinh hoàng ở Nga. Nga cảnh báo đanh thép sau khi bán đảo Crimea bị tấn công bằng tên lửa Atak. Thị phần dầu Nga tại Ấn Độ tăng mạnh. Trung Quốc hé lộ thêm thông tin về tàu sân bay Phúc Kiến. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 23 tháng 6, một giáo đường Do Thái, hai nhà thờ chính thống giáo và một đồn cảnh sát tại hai thành phố Durban và Makhachkala cách nhau khoảng 120 km ở vùng cực nam Dagestan đã bị tấn công khiến nhiều người không qua khỏi. Ngay sau đó, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga tuyên bố để tang từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công. Theo đó, các cơ quan công quyền tại Dagestan sẽ treo cờ rủ và dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí trong khoảng thời gian này. Ngày 24 tháng 6, trong một video được đăng trên ứng dụng Telegram, Thống đốc vùng Dagestan, ông Sergei Melnikov cho biết, đây là ngày tồi tệ đối với Dagestan và toàn bộ nước Nga, Thống đốc Melnikov nói. Chúng tôi biết những ai đứng đằng sau việc tổ chức các cuộc tấn công và mục tiêu mà chúng theo đuổi. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết. Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời cơ quan thực thi pháp luật cho biết, trong số những kẻ tấn công có hai con trai của người đứng đầu quận Sergokala thuộc vùng Dagestan. Cả hai đã bị các nhà điều tra bắt giữ. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự ở Dagestan, nơi có phần lớn người dân theo đạo Hồi, giáp danh với Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Các quan chức Nga cho biết cảnh sát đã loại bỏ 4 kẻ tấn công ở Makhachkala và 2 kẻ khác ở Durban. Reuters cho hay, Dagestan là khu vực bất ổn và những năm 2000 từng chứng kiến cuộc nổi loạn của người Hồi giáo tràn sang từ Chechnya. Cơ quan an ninh Liên bang Nga năm 2017 tuyên bố họ đã kiểm soát được một cuộc nổi loạn tại Dagestan. Ngày 23 tháng 6, trong một bài đăng trên kênh Telegram, cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã cảnh báo Mỹ về hậu quả nguy hiểm sau khi bán đảo Crimea bị tấn công bằng tên lửa do Washington sản xuất. Ông Medvedev viết, những người xấu xa ở Mỹ đã cung cấp tên lửa có đầu đạn chùm cho những người ở Ukraine và hướng dẫn họ nhắm đến mục tiêu. Những người xấu xa ở Kiev đã chọn một bãi biển nơi có những người dân sống yên bình, làm mục tiêu và nhấn nút, cả hai sẽ bị thiêu trong lửa địa ngục. Cựu Tổng thống Nga tiếp tục lên án vụ tấn công vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, cho rằng vụ tấn công này do những kẻ cực đoan thực hiện. Ông Medvedev cho biết thêm, mọi thứ xảy ra không phải là hành động quân sự, mà là một cuộc tấn công nhằm vào người dân của chúng tôi, được thực hiện vào một ngày lễ của chính thống giáo. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 4 tên lửa Atak của Mỹ viện trợ cho Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea. Trong khi đó, một tên lửa phát nổ trên không, vụ tấn công khiến nhiều người thương vong. Chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết các mảnh tên lửa đã rơi xuống gần một bãi biển ở phía bắc thành phố Sevastopol, nơi người dân địa phương đang đi nghỉ. Đài truyền hình Nga đăng tải video cho thấy người dân hốt hoảng chạy khỏi bãi biển khi vụ tấn công xảy ra. Các tên lửa được cho là có gắn đầu đạn chùm. Đạn chùm có khả năng phát tán hàng chục quả bom nhỏ hơn khi được kích nổ. Loại vũ khí này đã bị cấm ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Đạn chùm được cho là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thường trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Hồi tháng 7 năm ngoái, Mỹ thông báo sẽ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi quyết định này là rất khó khăn nhưng có lý, cho rằng việc viện trợ cho Ukraine là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa trên cơ sở thông tin từ các vệ tinh do thám của Mỹ, nghĩa là Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công vào Sevastopol. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trách nhiệm về cuộc tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol, bán đảo Crimea trước hết thuộc về Mỹ, nước viện trợ vũ khí và tiếp đến là Ukraine, lãnh thổ bắt nguồn vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công này, song không nêu chi tiết. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã liên lạc thường xuyên với quân đội kể từ sau vụ tấn công ở Sevastopol. Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa Atak có tầm bắn lên tới 300 km cho Ukraine từ đầu năm nay. Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea bằng tên lửa Atak. Đáng chú ý nhất là vụ tấn công hồi cuối tháng 5 năm nay. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol,
nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Trang Oil Prime mới đây đưa tin, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga đạt mức cao chưa từng thấy, khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5, do nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh khiến Nga hạ giá dầu. Ngược lại, lượng dầu nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng do công ty Ả Rập Aramco tăng giá bán dầu tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 năm 2024. Sự gia tăng này đã đẩy thị phần của Nga trên thị trường dầu mỏ của Ấn Độ lên gần 41%, củng cố vị thế là nhà cung cấp hàng đầu cho quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng trước đạt khoảng 5,1 triệu thùng trên một ngày, tăng 5,6% so với tháng 4. Trong đó, riêng nhập khẩu dầu của Nga tăng 14,7% so với tháng trước và 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tận dụng nguồn dầu thô giảm giá của Nga, vốn đã trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế so với các loại dầu tương tự từ Trung Đông. Sau khi các nước châu Âu áp lệnh trừng phạt và biện pháp giá trần với dầu mỏ, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước thuận thiện đi kèm với chính sách chiết khấu cao. Việc chuyển dịch chiến lược xuất khẩu dầu của Moscow không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định cho Ấn Độ, mà còn giúp giảm chi phí nhập khẩu. Bên cạnh việc đẩy mạnh mua dầu Nga, Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu vàng đen từ Mỹ. Trong năm tài chính 2023-2024, Ấn Độ đã nhập khẩu thêm dầu thô của Mỹ, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và tăng cường an ninh năng lượng. Sự đa dạng hóa này đã giúp Ấn Độ tiết kiệm 16% chi phí nhập khẩu dầu mỏ so với năm tài chính trước đó. Nhập khẩu dầu cao kỷ lục của Ấn Độ từ Nga và tăng tốc mua nhiên liệu của Mỹ phản ánh cách tiếp cận có tính toán để quản lý chi phí và đảm bảo ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Mới đây, trong bài đánh giá chuyên sâu đầu tiên về hệ thống năng lượng và vận hành của tàu sân bay Phúc Kiến, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tuyên bố, con tàu đã làm được điều mà trước giờ bị xem là bất khả thi. Khi trang bị máy phóng điện từ tiên tiến trên một con tàu chạy bằng động cơ truyền thống. Trước đây, người ta cho rằng chỉ các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có thể tạo ra đủ điện để phóng máy bay bằng công nghệ này. CCTV cho hay, Phúc Kiến hiện là tàu sân bay chạy bằng năng lượng thông thường lớn nhất thế giới, tính theo năng lượng sẵn nước. Lượng sẵn nước càng lớn thì sức mạnh chiến đấu của nó càng cao. Phúc Kiến, tàu sân bay thứ 3 và là tàu tiên tiến nhất của Trung Quốc, hoàn toàn được thiết kế và chế tạo trong nước, hạ thủy vào tháng 6 2022. Thời điểm đó, các nhà chức trách cho biết lượng sản nước đầy tải của Phúc Kiến là hơn 80.000 tấn. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng vận chuyển, tầm hoạt động, tốc độ và khả năng cơ động của tàu. Xét về kích thước, nó thường được so sánh với các siêu tàu sân bay lớp Kitty Hawk đã ngừng hoạt động của Hải quân Mỹ. Trong đó, chiếc lớn nhất là USS America với lượng dẫn nước đầy tải khoảng 85.000 tấn. Tàu Phúc Kiến được cho là đã kết thúc chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ hai vào đầu tháng này, sau chuyến đi thử nghiệm đầu tiên kéo dài 8 ngày hồi tháng 5. Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện tử, một cải tiến cho phép phóng máy bay với tần suất cao hơn. USS Gerald chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hiện là tàu sân bay duy nhất khác trên thế giới có khả năng tiên tiến này. Tàu có trọng tải 100.000 tấn, dẫn đầu thế giới về lượng sản nước đầy đủ. CCTV bình luận, sự xuất hiện của tàu Phúc Kiến không chỉ làm sáng tỏ lý thuyết thiết kế cho rằng chỉ các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có thể sử dụng máy phóng điện tử mà còn nâng cao khả năng chiến đấu của các tàu sân bay sản xuất trong nước trong tương lai lên một tầm cao mới. Nhà phân tích quân sự Cao Quý Đồng cho rằng, về mặt nào đó, thiết kế của Phúc Kiến phức tạp hơn nhiều so với các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân vì phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho tất cả các thiết bị. Ông cho biết tàu Phúc Kiến có thể mang nhiều máy bay hơn và nhờ vào công nghệ máy phóng điện tử. Tàu có thể phóng máy bay cảnh báo sớm cánh cố định để cải thiện thời gian bay trên không, hiệu suất radar và khả năng chỉ huy. Nhà phân tích nói thêm, máy phóng điện tử cũng đồng nghĩa máy bay chiến đấu có thể cất cánh khi mang theo đầy đủ nhiên liệu và đạn dược, giảm nhu cầu tiếp nhiên liệu trên không và giải phóng hiệu quả không gian để mang thêm máy bay không người lái, máy bay vận tải và máy bay tác chiến điện tử. CCTV cho biết thêm thông tin về máy bay hoạt động trên tàu Phúc Kiến sẽ sớm được công bố. Ngoài ra, CCTV còn cung cấp hình ảnh cho thấy tàu Phúc Kiến có thể chuyển hướng đột ngột, lưu ý rằng tàu sân bay đã giảm bớt luồng sóng một cách hiệu quả. Qua đó, làm giảm khả năng xác định vị trí và tấn công tàu của vũ khí đối phương. Ông Cao cho biết sẽ mất đến 2 năm để hoàn thành các cuộc thử nghiệm tàu Phúc Kiến
và nhấn mạnh Trung Quốc có thể sẽ đóng thêm nhiều tàu sân bay, bao gồm cả tàu sử dụng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc đặt tên 3 tàu sân bay dựa theo các tỉnh ven biển, tỉnh Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc, Sơn Đông ở miền Đông và Phúc Kiến ở vùng Đông Nam. Trong số 2 hàng không mẫu hạng còn lại, Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được hoán cải từ chiến hạm cũ của Ukraine. Sau khi biên chế tàu Liêu Ninh năm 2012, quân đội Trung Quốc đã đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên là Sơn Đông, biên chế vào tháng 12 năm 2019.